Hello anh em, chào anh em đã trở lại với Siro, mình Siro của Thạch Chính My. Rất vui vì hôm nay được gặp nhau với những clip. Thì hiện tại mình đang có mặt tại Nam Sám Play của hạt Black Kisame của mình nha. Thì tiếp tục với series của con hạt này thôi. Thì như mình nói thì cái series Tân Thủ thì mình đã kết thúc rồi. Nói chung thì cấp cũng đã khá là lớn rồi, to rồi, cho nên là không còn Tân Thủ được nữa. Thì như clip trước anh em đã biết thì mình đã tăng cấp sức mạnh lên lực chiến rất là đẹp, 2.999.991 thì phải. Thì mình định là sao đó để cho nó tròn 3 triệu cho đẹp, hoặc là 2.999 hết luôn. Nhưng mà lỡ tay thì không biết sao mà giờ lực chiến nó gia tăng lên 3 triệu mất rồi, phải đen. Cho nên thôi tạm thời bỏ qua đi ha. Hôm nay thì cũng là một ngày cuối tuần, cho nên là mình sẽ cùng anh em đến với một cái clip tăng cấp sức mạnh đặc biệt nha. Nói chung là cuối tuần thì sẽ có một cái clip gì đó nó hay ho một xíu. Và hôm nay sẽ là tiếp tục với chuỗi series Black Kisame nha. Chúc anh em một ngày vui vẻ và xem clip nhớ like video, subscribe, đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều. Bây giờ mình sẽ nhận tu luyện. Chúng là lên được khá phần trăm, cũng được 38%. Nhận thêm này nữa có khi là sẽ lên được 40. Ồ, 39 thôi anh em. Chưa được nửa đoạn đường nữa. Nói chung là cấp 148 rồi. Bây giờ cố gắng chinh phục 149. Sau đó thì 150. Đơn giản vậy thôi. Rồi, mình sẽ nhận phần quà. Ngoài ra thì quà Đại Chiến Tân Thế Giới thì mình đã có. Và như mình nói thì sau khi mình nhận xong cái quà Đại Chiến Tân Thế Giới này, mình sẽ vào Đại Chiến Tân Thế Giới để mình đánh một trận nha. Nói chung cũng không cần biết thắng hay thua, chỉ cần đánh một trận để nó có cái lịch sử đấu là được rồi. Ok, thua. Như vậy là thua, nhưng mà thôi không quan tâm. Rồi, nhận quà online. Túi đầy rồi, không thể nhận được, cho nên chắc là mình sẽ dẹp túi một xíu. Đây. Ủa, tính ra túi mình rộng mà ta, không hiểu lý do gì luôn. À, cái này là ngày cuối cho nên nó có cái túi trái tim tùm lum. Kêu đi hoạt động Colossum mà cũng quên đi rồi anh em, cho nên là giờ phải nhận bù lại đây. Được có 50 điểm mà, nay được 100 điểm. Rồi, hôm nay thì nó cũng bán như vậy thôi. Đặc biệt thì ngày hôm nay thì như mình nói mình sẽ tăng cấp sức mạnh nha. Thì mình có một vài thứ mình cũng tích lũy khá là lâu rồi, cho nên hôm nay mình sẽ tăng cấp cho anh em xem. Chắc là có mấy cái Alibu dục vô luôn nè, 167 cái. Hiện tại là băng 32%, không biết có lên được 35% không. Ồ, 39 luôn, ngon. Bây giờ là ngon rồi. Thì những cái thứ mà mình tích lũy lâu ngày thì hôm nay sẽ tăng cấp bao gồm là 4 thứ. Thứ nhất là tinh bàn. Anh em có thấy là 817.000 điểm tinh linh, quá nhiều. Tiếp theo đó là trong công hội thì chúng ta có chỗ này. Đó là chiến tích công hội thì mình có 597.000, gần 600.000. Tiếp tục là vùng biển thần bí thì mình có gần 200.000 điểm. Đấy, rất nhiều luôn nha anh em. Và cuối cùng là địa ngục dung luyện mã vàng. Thì đây mình cũng có 255.000. Đấy, rất là nhiều thứ để tăng cấp luôn. Rồi, thì trước tiên mình trả lời ba câu hỏi cái đã. Như mình nói thì hiện tại bây giờ mình phải trả lời hết nha. Từ giờ cho đến khi hoạt động này kết thúc thì mình phải trả lời đúng hết. Mình mới nhận được đủ 50 lần. Nói chung là vừa khớp luôn anh em, cho nên phải ráng trả lời đúng hết. Luffy gặp Zoro ở đâu? Cái này Karai, Resora là bỏ đầu tiên nè, tại vì Resora không liên quan tới Zoro. Tiếp theo là Karai Bari thì nó cũng không liên quan gì cả, cho nên mình sẽ chọn Cell Town. Mà nói chung thì cái này ai cũng biết cả, cho nên mình sẽ xác định nha. Tên của ba vũ khí cổ đại thì này là chúng ta đã chọn đáp án B nha. Nói chung là không cần quan tâm đến những đáp án còn lại, chỉ cần chọn B là được. Đó là Pluton, Uranus và Poseidon. À, bạn có nhớ con vịt siêu mỏ chấm đen của BV không? Cái này thì thực sự mà nói thì mình cũng không chắc chắn lắm, cho nên chắc là mình sẽ tra Google cho nó chắc chắn nha. Karue, mình đang thắc mắc là đáp án B thôi, mình nghi là B. Cái này mình cũng trả lời nhiều rồi nhưng mà cũng quên anh em. Karue 1B thì nói chung là mình sẽ chắc chắn rồi, như vậy là chính xác nha anh em, chính xác là Karue nha. Rồi, như vậy chọn đáp án B nha. Wow, mừng quá. Nói chung thì hôm nay cũng toàn là câu dễ cho nên mình trả lời đúng. Hiện tại thì mình mới trả lời được 35/50 thôi. Và hiện tại thời gian hoạt động đến khi ngày kết thúc thì mình vừa đủ luôn. Để mình tính coi. 12, 13, 14, 15, 16 là 5. 5 x 3 là 15. 15 còn 35 rồi, 50 cho. Nói chung là những câu còn lại là mình phải cố gắng trả lời đúng hết nha. Chỉ cần sai một câu thôi là coi như toàn công sức của mình luôn. Bây giờ mình bắt đầu tăng cấp luôn ha. Thì mình sẽ lưu lại lực chiến hiện tại luôn. Nói chung hôm nay những cái thứ mà mình tăng cấp thì lực chiến sẽ tăng không nhiều đâu, cho nên anh em đừng có kỳ vọng nhiều quá nha. Mình sẽ lưu là 305, 1483, 1483. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ nâng tinh bàn trước đi. Thì cái tinh bàn này mình đang không biết là mình nên ưu tiên nâng ở phía trong hay là phía ngoài trước. Thì hiện tại bây giờ muốn nâng cái này tăng được vật công 76 điểm thì mình cần tốn 20.000. Hôm nay trong chỗ này thì bây giờ ví dụ mình tăng cái này thì chỉ tốn có 17.000 thôi.
và cộng được thêm là 101 luôn, suy ra là trong đây vẫn đang lời hơn đúng không anh em? Bây giờ cho nên mình quyết định mình sẽ tăng trong đây đi ha. Cái này tiệt chiêu nè. Thì nói chung mình ưu tiên tăng tiệt chiêu và ma công đi. Đấy. Sinh mệnh đi ha. Mình nghĩ là nên ưu tiên sinh mệnh trước. Ok, bây giờ mình sẽ nâng sinh mệnh. Mình có khi mình sẽ nâng mát luôn. Nói chung mình cố gắng nâng mát thì cũng được thôi. Cái này đang level nhiêu ta? Nó không có hiện level hả ta? Ồ, có 14 nha anh em. Giờ đây tạm thời này là 14, cái tiệt chiêu mới level 9 cho nên mình sẽ nâng lên tiệt chiêu 14 luôn. Rồi, tiếp theo là mình tăng về ma công. Rồi, hiện tại đã 14 rồi. Tiếp tục thì mình sẽ tăng về ma phòng. Vật phòng trước đi. Rồi, vật phòng cấp 7 nè. Mình nâng cho những cái kiểu phòng thủ trước anh em. Rồi, vật phòng sau đó là tới ma phòng nha. Tại vật công thì team mình không có ai chơi nên thôi mình cũng không ưu tiên vật công lắm. Tiếp tục là tiệt chiêu phòng. Mình cũng sẽ nâng lên đều 14 hết nha. Rồi, cái ma công thì cũng 14, sinh mệnh cũng 14, vật phòng 14. Tiếp tục thì mình sẽ tăng về nhanh nhẹn và trí lực. Mình sẽ trừ cái sức mạnh thôi. Nói chung là cái gì liên quan tới vật công thì mình không không tăng. Nhanh nhẹn cũng có cái cấp 7 nè. Nên mình sẽ nâng lên 14 nha. Rồi, tiếp tục là trí lực. Thì mình cũng sẽ... Ui, cái này mới cấp 4 à. Mình cũng sẽ nâng lên 14 luôn. Rồi, sau khi nâng xong thì mình còn dư khá là nhiều. Vẫn còn dư khoảng 385.000. Cho nên tiếp tục mình sẽ nâng sinh mệnh. Nói chung máu càng nhiều thì cũng càng tốt thôi. Cái này tốn có 30k thôi. Nếu anh em nâng ngoài đây anh em sẽ tốn... 20k. Tốn 20k. Cái này là tốn 30k. Nhưng mà cộng lại thì anh em được sinh mệnh 600. Được chiêu 13k. Như vậy cái này vẫn đang là 13k, cái này là 20k, như vậy thì mình vẫn sẽ ưu tiên mình nâng cái này đi. Tuyệt chiêu nè, đấy. Đó, bây giờ tạm thời mình sẽ dừng nha. Tạm thời mình sẽ dừng. À, ma công đâu rồi? Ma công mình sẽ tiếp tục là nâng lên 16, rồi, hiện tại là 17k. Cho nên bây giờ nếu mình nâng ngoài đây thì mình nghĩ mình sẽ mở được cái tầm 20 bậc. 20k, nói chung là càng ngày cái số lượng tinh linh nó sẽ càng tăng nha. Bây giờ mình sẽ nâng ngoài đây đi. Ok. Rồi, nhấp thêm cái nữa thì chúng ta sẽ mở được đó là 10-20 bậc. Đó, sang một cái khung hình mới nha anh em. Đấy, bây giờ thì các điểm nó sẽ giảm lại. Đấy, giờ chỉ tốn 10k thôi là mình nhận được vật phòng rồi nè. Đấy, mình sẽ nâng lên tầm khi mà nào cảm thấy mà... Đấy, 20 ngàn đi, 20 ngàn. Rồi, tạm thời mình sẽ dừng ở đây. Bây giờ mình sẽ bay vô đây mình nâng tiếp. Nâng sinh mệnh tiếp nè anh em. Sinh mệnh bây giờ tốn tới 30k, khá là nhiều. Rồi, mình thấy là tình hình là sắp hết rồi đó. Bây giờ mình sẽ nâng cái này lên mát luôn. Đấy, còn 16k. Ơi, đã đặt level cao nhất rồi nè. Level 20 là level cao nhất rồi. Tiếp tục thì bây giờ mình sẽ nâng cho ma công. Nhưng mà cũng hết nguyên liệu luôn rồi. Vậy là còn 16k9. Đủ nâng này không ta? Không luôn, này cũng 22k. Rồi, như vậy là về phần tinh bạc coi như xong. Tính ra là 305, bây giờ lên 306 thì 3 triệu 0 trăm. Nói chung là tăng được khoảng hơn 10k, hơn 15k nha anh em, khoảng 15k. Nâng tinh bàn cả mớ luôn, tăng được 15k lực chiến, khá là ít thôi, nhưng mà cũng khá là ít. Tiếp tục thì mình sẽ bay vào công hội. Trong đây thì mình cũng đã giành được gần 600k. Ồ, chết rồi, nãy quên chụp lại hình luôn anh em. Quên chụp hình luôn, mà thôi kệ đi, lát mình ghép chung luôn cũng được. Rồi, chiến tích công hội của mình là gần 600k. Thì bây giờ mình sẽ ưu tiên mình nâng cho những thứ mà mình cần trước. Đây là tuyệt chiêu phần trăm, đang level 0. Này mình chưa nâng nè anh em. Thì team mình chơi Dolph Flamingo tuyệt chiêu với lại lo ma công nên mình sẽ ưu tiên tăng tuyệt chiêu phần trăm với ma công phần trăm nha. Ma công phần trăm nó đã mở chưa ta? Hình như là chưa đúng không? Ồ, hơi đen là ma công phần trăm chưa mở, có vẻ là cần cần cấp. Có vẻ là cái viện nghiên cứu, cái bảng nghiên cứu này chưa đủ level. Vậy là thì nói chung hiện tại bây giờ mình sẽ nâng cái tuyệt chiêu phần trăm trước. Đây, hiện tại đang level 0 thôi cho nên nâng rất là nhiều. Và sẽ tốn rất là ít thôi. Thì chắc là mình sẽ nâng lên tầm mình thấy cái sinh mệnh phần trăm mình đã nâng lên tới level 52 rồi cho nên cái này mình nghĩ mình sẽ nâng lên level tầm 47. Cố gắng nâng lên 47. Không biết là có đủ điểm hay không nhưng mà mục tiêu của mình là lên 47 sau đó mình sẽ dừng. Ok, 33 rồi nè anh em, rất nhanh, nói chung nâng này cũng nhanh thôi, không có gì lâu cả. Wow, chiến đã lên là 307 rồi nha anh em, chuẩn bị lên 308. Quá ngon, không biết là nốt cái này có lên được 3 triệu mốt hay không. Ý lỡ lỡ đà nâng lên 48 luôn rồi anh em, như vậy thì mình sẽ nâng lên 52 luôn. Rồi, lên 52. Bây giờ tới có cái một cái gọi là vật công phần trăm, nhưng mà cái vật công phần trăm thì team mình kiểu không chơi với anh em. Cho nên chắc là mình sẽ tăng nhẹ nhẹ thôi, mình chỉ nâng lên nhẹ nhẹ, mình nghĩ mình sẽ nâng lên level 11 thôi. Ok. Vậy là nâng cho có thôi anh em, nâng cho có thôi. À, như vậy đã lên 11. Tiếp tục có một cái mình vừa mở được đó là ma phòng phần trăm nha anh em. Thì cái
vật phòng phần trăm thì mình đã nâng lên 52 rồi, tuyệt chiêu phòng phần trăm thì mình nâng 11. Bây giờ mình sẽ nâng cái ma phòng. Ma phòng này chắc là mình nâng lên tầm 22. Nói chung là mình toàn chọn con số may mắn của mình để mình nâng lên không thôi. Nói chung là mấy con số may mắn của mình. Ui, có hết hồn tưởng 3.1 rồi chứ anh em. Thấy số 1 nó chạy chạy mình cứ tưởng lên 3.1 rồi. 18, 19, 20, 21, 22. Rồi, ok. Hiện tại vẫn còn dư gần 300k à anh em. Ngon thế. Tiếc là cái ma công phần trăm chưa mở. Ồ, vậy là trên đây là những cái điểm cơ bản nè. Vật công điểm nè. Vật phòng điểm nè. Ồ. Như vậy là lên 52. Tuyệt chiêu đâu, tuyệt chiêu cơ bản đâu. Tuyệt chiêu này cơ bản thì bây giờ. Bây giờ mình sẽ so sánh thử cho anh em xem nha. Thì bây giờ mình sẽ nâng thử cái điểm trước. Hiện tại tuyệt chiêu của mình là 128k. Ma công 138k. Ồ, như vậy là nói chung tuyệt chiêu của thằng Mingo vẫn còn đang thua thằng Lom ít. Bây giờ mình sẽ thử nâng cái điểm kia và mình sẽ cộng xem cái nào tăng ngon hơn nha. Hiện tại là 128 136. 128 136. Mình sẽ nâng cái này. 128 136. 128 136. Như vậy là tăng được khoảng 100 điểm nha. 100 điểm. 100 điểm thì mà cái đó mới level 35, nó còn level thấp. Thì bây giờ mình sẽ thử so sánh thôi coi. Cái này là tăng được khoảng 100 điểm. Bây giờ cái kia nếu mà tăng 100 điểm thì sẽ lên khoảng 300. 128 300 nha. Sẽ nâng thử phát coi. Cái cuối cùng này mình vừa nâng đó là tuyệt chiêu phần trăm. Coi từ tuyệt chiêu phần trăm đến tuyệt chiêu điểm thì cái nào sẽ tăng nhiều hơn. Rồi như vậy là đã lên cái này lên được. Đúng là lên được 300 anh em. Như vậy là mặc dù level kia cao hơn nhưng mà cái điểm kia vẫn ngon hơn. Hiện tại nó vẫn tăng ok hơn. Cho nên mình quyết định là mình giờ mình sẽ tăng điểm. Ở chỗ này mới level 36 rồi. Cho nên giờ mình sẽ nâng cái này luôn. Rồi tiếp tục thì mình sẽ nâng thôi. 39 40. Thì mình sẽ chắc là mình sẽ chọn lên 52. Mình cũng sẽ cố gắng nâng lên 52. Rồi 52 tăng cũng được khá khá rồi đó anh em. Cái này 53 thì mình sẽ nhấp một cái cho nó số đẹp đi. Chứ số đó nó không may mắn với mình cho lắm. Sinh mệnh của mình hiện tại cũng đang level 52 cho nên chắc là mình sẽ để thôi. Rồi hồi nãy là 128 mấy đó. Bây giờ 129 918. Rồi chắc là mình sẽ ráng nhấp thêm một ít nữa cho nó lên tròn. Số tròn luôn cho nó đẹp. Rồi 54 nha. Như vậy là lên số đẹp rồi đó. Đây 130 nha anh em. Tuyệt vời. Ok, còn cũng khá khá điểm nhưng mà mình nghĩ mình sẽ để dành để sau này khi mà cái ma công phần trăm nó mở thì mình sẽ nâng. Hiện tại mấy cái này mình đều nâng đều lên 352 nha. Tầm 52 hết, có cái ma phòng 56 luôn nè. Miễn sát thương nộ thì mình chưa tăng nè. Sinh mệnh điểm thì mình cũng tăng lên 45. Rồi tuyệt chiêu phòng phần trăm, miễn sát thương thường, mình không có nâng thì miễn sát thương thường, miễn sát thương nộ ta. Ok, chắc mình cũng sẽ nâng cho nó một ít. Nâng lên tầm 11 đi, mình nghĩ là nâng hết đi. Nâng đều đều một chút chứ cái có cái không thì kỳ quá. Rồi 11 nha. Ui cái này không tăng lực chiến à. Cái này tăng không tăng lực chiến anh em ơi. Vãi thiệt, cái này thôi mình không cần phải nâng nữa. Cày quá. Nâng mà không tăng lực chiến thì nâng chí. Nó chỉ miễn sát thương thôi đúng không. Nói chung là cái này cũng rất là lợi đấy. Nhưng mà mình thấy không tăng lực chiến thì mình rất là buồn nên mình không nâng thôi. Chứ không phải là nó không có lợi nha. Rất lợi luôn là đằng khác. Cái này mình nâng lên level 7 đi. Rồi mình sẽ nâng nó thôi. Hiện tại lực chiến là 3.098. Nói chung là cũng tạm ổn. Nâng sóng kia chắc là mình nghĩ sẽ lên được 3.1. Bây giờ mình đến với vùng biển thần bí. Thì cái vùng biển thần bí này thì nó kiểu khắc ấn thôi, cũng không gì đặc biệt. Cho nên mình sẽ ưu tiên cho mình gâu trước. Đầu tiên là cái viên ngọc này. Mình sẽ khắc ấn cho nó nha. Từ 47 cái hình sấm sét, coi như là 47 sao đi. Lên 48 sao nè. Sau đó lên 49 sao luôn nè. Và hiện tại thì đã mát rồi. Thì mình nghe nói cái này như theo level thì nó sẽ được tăng tiếp. Cho nên là hiện tại cái viên ngọc này của mình chỉ được nâng như vậy thôi. Hơi buồn một xíu. Tiếp tục thì mình sẽ bay sang viên ma công. Cái này chắc là mình cũng lên lực 49 là hết. Rồi ok. Tiếp tục thì mình sẽ bay sang lại Mingo để mình tăng viên sinh mệnh. 47, 48, 49, 50. Ui hết rồi. Cũng là 49 luôn. Tuyệt vời. Tiếp tục thì bay lại sang lo 47, 48, 49. Rồi. Viên vật phòng đi. Mình nghĩ là mình sẽ nâng vật phòng nha. Nói chung mình đều là ưu tiên nâng cấp cho thằng lo và Mingo là chính. Rồi cái viên này thì mình sẽ nâng lên tầm 41, 42, 43 quá nhiều luôn. Có khi mình sẽ nâng lên 49 luôn đi. Đó, lỡ nâng rồi lên 49 luôn. Cái viên này cũng đang 34 nè. Nâng luôn. Nói chung là đa số là nâng máu thôi. Máu nhiều sẽ rất là ok. Sau đó thì vật phòng thì nó sẽ kháng được một chút về vật công hả. Ồ mà đây bây giờ đa số đều chơi lo mình gâu thì tại sao mình lại nâng vật phòng chi ta. Mình phải nâng ma phòng với thực chiêu phòng chứ ta. Hơi ngu người một xíu.
Đó, như vậy là chiến là được 3 triệu mốt rồi. Ngon anh em. Tiếp tục là mã vàng. Thì ở đây mình có 200 mấy thì không biết là nên ưu tiên nâng cái nào trước đây. Hiện tại cái này đang 20 sao rồi. Bây giờ mình mạo thêm phát nữa nó sẽ lên một sao tím nha. Sao tím cái gì? Trang bị này đã cấp sao mã vàng lớn nhất á. What the hell? Vậy là bây giờ muốn mạo là cần phải rèn hay sao á. Tiếp tục là thằng Minh Gâu. Thằng Minh Gâu này thì chỉ mới 18 sao thôi. Cho nên mình chắc là mình sẽ nâng cho nó lên 19. Bây giờ quất thêm cái nữa thì sẽ lên được 20. Và hiện tại thì nó cũng đã kêu là mã vàng cao nhất rồi anh em. Ồ, không biết là cần level hay gì mới mã tiếp được nhờ. Ok. Nay dây chuyền là 10 sao, nhưng mà thôi chắc mình sẽ để dành. Tại bây giờ là mục tiêu của mình nói chung cũng đã chinh phục được rồi, đó là 3 triệu mốt. Rồi, ok. Nói chung là mình sẽ để dành lại một ít, nhưng sau này khi mà có việc dùng đến thì mình dùng, chứ mình không nên kiểu quá đà, nâng sạch bách luôn thì tích lại rất là lâu và rất là mệt. Rồi, ok. Nói chung là clip này thì lên được 3 triệu mốt, nói chung là lại được thêm 1 phần 10 của 1 triệu lực chiến. Tiếp tục thì cố gắng 3 triệu mốt, sau đó là 3 triệu 2, 3 triệu 3, 3 triệu 4, 3 triệu 5. Và tiếp tục rồi con đường dẫn tới 4 triệu nha. Ngặt chính của mình thì bây giờ hình như nó đã lên 4-5 triệu rồi, cho nên nó cách xa cái mặt này cũng khá khá rồi. Khá tuyệt vời, nhưng mà không sao, mình sẽ cố gắng trong thời gian sớm nhất giúp cho cái con ngặt tân thủ này của mình. Giờ không còn tân thủ nữa nhưng mà mình vẫn gọi đó là tân thủ. Để giúp cho con ngặt nhỏ này của mình tăng thêm một tầm sức mạnh mới để có gì còn vượt xa con ngặt kia chứ. Đã là chơi chơi lại kiểu giai đoạn tân thủ và có kinh nghiệm rồi mà thua ngặt lớn nữa thì nói thiệt là không còn thể diện anh em. Ngặt lớn mình đã cùi rồi mà nếu con này còn thua ngặt lớn thì không còn từ nào để diễn tả luôn. Chứ mình thấy cũng rất là nhiều anh em chê bai mình buồn lắm. Nên mình phải cố gắng tăng cái sức mạnh để mình có cái gì đó gọi là ghê gớm một xíu. Rồi ok. Nói về thần thạch thì ạc này cũng có một viên thần thạch. Chẳng qua là level 7 thôi, nhưng cố gắng ít bữa cày một ít kinh nghiệm để mình nâng cho nó tiếp. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi clip mình. Nhớ like video, subscribe, đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Bạn nào chưa like, subscribe thì nhấn like, subscribe là được. Ok, hẹn gặp lại anh em vào những clip Black Kisame tiếp theo. Bye bye.